Được rồi, nào chúng ta bắt đầu chữa luôn. Cường này. Bạn vẽ hả? Bằng các bạn, đầu tiên là bạn bỏ hết tỷ lệ của tôi này, không cần tỷ lệ này. Đấy. Trong cái chữ này thì phải có cái chân này, hoàng kết cấu, hoàng kiến trúc, mặt bằng kiến trúc, không có thang thủng gì à? Cái nhà này không có thang gì à? Cường ơi, à, em có nghe. Có thang ở đây không? Có bố trí cái thang của cái nhà này không? Dạ chưa. Chắc thế thì em... vâng chắc em vẽ lại sau. Còn không thì vẽ một cái mặt cắt vào đây để cho đỡ vẽ cái thang nhá. Vâng ạ. Bỏ hết tỷ lệ đi nhá, không vẽ không tỷ lệ vào đây này. Cái chỗ này cái lớp mà hoàn thiện này, cái lớp mà các thứ lớp này nó không có mỏng như này được nhá. Nó phải như thế này. À, nó phải thế này. À, tức là cái đầu tiên, cái chỗ đầu tiên nó không mỏng được, nó phải dày. À, nó phải dày một cục lên. Vâng. Không có cái lớp nào mà giữa đầu tiên nó mỏng dính này được. Ok. Rồi, chỗ này tạm ổn. Hình này vậy được rồi. Để xem cái hình khung. À, nó còn một cái nữa là cái mặt bằng này nó phải có định vị nhỉ? Tường là thôi được, không cần. Chính vị này được rồi, móng này được rồi, 1 mét âm 50 âm lên kia rồi, 1.5 cấp 1. Ok. Cái nút này thì bạn nên, nếu mà bạn thích trích thì bạn nên vẽ tròn để cho nó tránh cái hình vuông này nó sẽ lẫn với cả các cái đường của chúng ta, nó đang thẳng hàng cái thứ này rồi nó sẽ dễ lẫn này. Đấy, thì nên tô quay tròn lại. Cái nút này thì cũng được nhưng mà cấu tạo này thì hơi khó làm. Những cái trò vút vút rồi là thanh xiên xiên này là sẽ rất khó làm. Thông thường ấy, ngoài thực tế người ta không làm hút như thế này, người ta làm thẳng thôi. Cái chỗ này chú ý cho những cái cốt đai đã sẵn các bạn rồi đúng không? Cốt đai đầu tiên vẽ như thế nào? Nguyên lý của vẽ cốt đai ở trong nút là như thế nào? Và trong các cái cột này vẽ tất cả cốt đai ra nhé. Vẽ tất cả các cốt đai ra và in cái cốt đai đến nét nó nhỏ hơn cốt thân dọc. Cường có nhớ thầy hướng dẫn vẽ cốt đai nào không? Dạ, em nghe ạ. Có nhớ thầy hướng dẫn vẽ cốt đai thế nào không? Hướng dẫn vẽ cốt đai là sao? Em chưa hiểu lắm ạ. Là... À, đợi thầy. Ok, tức là các cái cốt đai này phải vẽ đầy đủ này. Bây giờ tôi sẽ nói lại cho các bạn, cho cả lớp một lần cái nguyên tắc vẽ cốt đai, vẽ cốt đai ở trong cái nút này. Để xem là đây,
ra cái nút trích này. Thực ra ấy, tôi đã nhắc rồi, tôi là trong cái, các bạn nhìn thấy là cái chi tiết này với cả cái khung này các bạn trả được to hơn được bao nhiêu. Thế nên là các bạn không cần vẽ cái chi tiết nút này, mà các bạn chỉ cần vẽ thật chi tiết ở trong cái khung này là được. Nhá, còn nhưng mà ai đã chót trích chi tiết rồi thì tôi cũng được, tại vì các bạn thấy trả to hơn được bao nhiêu. Nào bây giờ nói nguyên lý nhá. Các bạn Cường bạn vẽ như này là chứng tỏ là bạn chưa nghe cái nguyên lý vẽ Kodai rồi. Chứ gieo cứ còn cứ vẽ bừa này là không được nhá. Nghe không? Dạ, có nghe ạ. Ok nhá, là bây giờ này. Cái Kodai này nguyên tắc ấy là cái Kodai ở trong rầm trước này. Ở trong rầm thì cái đai đầu tiên này cách cái mép cột này là 50mm là đúng rồi này. Sau đó là các bạn vẽ hết ra. Rồi xong. Cái thứ hai là cái cốt đai dưới này cũng cách cái mép rầm này 50mm, đúng không? Sau đó là cái cốt đai trên này cũng cách cái mép rầm 50mm. Đấy. Sau đó là bắt đầu vẽ cốt đai ở trong cái phần nối chồng cốt thép này. Cái cốt đai này cũng, cái cốt đai cuối cùng này cũng cách cái chỗ nối cốt thép này 50mm nhé. Xong rồi sau đó chúng ta dồn xuống dưới thì sau đó như vậy là chúng ta có thể sẽ có một cái khoảng nó lẻ, thì chúng ta phải chấp nhận là để cái khoảng nó lẻ ở đâu, ở trên hay ở dưới hay ở giữa tùy bọn em. Nhưng mà những cái đai đầu tiên này là những cái đai định vị là bọn em phải chuẩn đấy, đúng không? Phải chuẩn. Sau đó là sau cái đai này rồi thì bắt đầu khoảng cách giữa các đai này lại là khoảng cách giữa đai không nối chồng. Đó, không phải vị trí nối chồng bình thường. Tương tự trong nút này, cái cách đai, cốt đai đầu tiên cách cái mép ở phía trên 50mm. Bó lại. Cốt đai ở dưới cùng này cách cái mép dưới này 50mm, bó lại. Xong sau đó ở giữa này bắt đầu khoảng cách mà chúng ta tính toán giống như là cái cốt đai ở trong cột, ở cái đoạn nối chồng. Được chưa? Vẽ hết cốt đai ra. Nhớ nhé, nguyên lý là rầm cũng cách này 50mm, cột cũng cách 50mm, nút cũng cách 50mm. Được chưa? À, em hiểu rồi. Ok. Và phải vẽ đầy đủ ra nhé. Vẽ đầy đủ đai ra. Và cái đai mình đừng có ngại là cái đai nó xít quá, nhìn cái hình nó xấu. Mà câu chuyện là chúng ta lúc chúng ta in ý, là chúng ta in cái nét cốt đai nó nhỏ thôi. Còn riêng cái nét cốt dọc này phải to lên. Như vậy nhé, là khi mà các bạn in ra để cho nó đẹp này, các bạn nhìn thấy là cái bản vẽ này là các bạn in thông qua rồi thì trông nó các cái nét nó khá là giống nhau, không có nét đậm nó nhạt. Nhưng mà khi mà các bạn in ra chính thức ấy, là các bạn sẽ phải có nét đậm nét nhạt. Nét đậm thì cái nét nét thép này là đậm nhất này, cái nét thép dọc này là đậm nhất này, cái nét bê tông nhìn là nét thấy này là đậm thứ hai này. Đấy, sau đó cốt đai này nó sẽ tương tự như cái nét bê tông này. Đấy, sau đó là các cái nét còn lại này là cái nét dim, rồi là những cái nét chỉ dẫn như thế này ấy, là đều là nét nhỏ hết. Đấy, nó chỉ có 3 loại nét thôi là nó đã đẹp rồi, ít nhất là 3 loại nét như vậy. Còn các bạn đương nhiên nếu như mà các bạn đặt thêm càng nhiều nét thì nó còn đẹp nữa, nhưng mà chúng ta chỉ cần tối thiểu là ba cái loại nét như vậy là trông bản vẽ là rất ổn. In thử nhá. Sau thì đương nhiên là đậm nhạt là do tùy vào cái loại các bạn in như thế nào. Thì các bạn in thử vài lần ra PDF xong các bạn xem là thế nào là ưng ý nhất là được. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ok. Ở đây em cũng chỉnh cái cốt dọc là nó đậm hơn nhưng mà nó cũng không đậm hơn bao nhiêu. Tôi cũng nhìn thấy các bạn là ở đây có đậm hơn nhưng mà tức là chọn bé quá, chắc là cái chỗ này mới chỉ chọn 0,3 thôi đúng không? Vâng ạ, nên là nó cũng không thấy rõ ở trên bản vẽ. Rồi các bạn phải điều chỉnh một chút thì để cho nó lên cao. Cái phía dưới này thì các bạn có thể nhìn thấy là hình rất bé nhưng mà giấy còn rất nhiều. Đấy, hình rất bé mà giấy còn rất nhiều. Và để xem lại trông có vẻ như khi tỷ lệ không đúng tỷ lệ lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy một cái bản vẽ. Cái này các bạn có thể không cần này. Cái hình này các bạn phải to ra nữa này. Cái hình đấy là hình chính đấy, bạn có thể to ra nữa này. Hiểu không? Đấy, còn mặt bằng như thế này được rồi, mặt cắt như thế này được rồi. Và
chống mặt cắt ở phía dưới này các bạn phải to ra nữa này. Đấy, như chúng ta ưu tiên những cái mà mặt cắt khung và các cái mặt cắt ngang của cái cột dầm ưu tiên cho to ra, kể cả là thống kê có thể bé đi được nhưng mà những cái hình này nó phải to. Chứ như thế này là bị bé quá và giấy vẫn còn và vẫn bị bé. Cái hình tiết diện này không cần vẽ cái lớp bảo vệ với cả cái tim này, chỉ cần vẽ cái 220 và 300 này thôi là được. Đấy, không cần vẽ hai cái này rối rắm ra và đương nhiên là phải vẽ to ra 220 tận diện. Cái này cũng thế, chỉ cần vẽ cái 350 này và 220 thôi, không cần vẽ những hình trong nhá, quá to quá là thừa. Đấy, tương tự như thế này, đi này quá nhiều, bỏ bớt đi. Đi quá nhiều, bỏ bớt, chỉ 220-600 thôi. Ok, thẳng hàng, nghe rồi. Với cái nét này các bạn nên vẽ check để cho nó khỏi lẫn với cả các thứ khác. Nên vẽ check nghiêng ra. Đấy, tròn, dưới này. Đây, check nghiêng. Cho nó khỏi trùng với những cái nét của tiết diện. Ok, được rồi, đại khái vậy nhá. Thầy ơi, chúng em vẫn còn hai cái chỗ thắc mắc thầy. Thầy mở lại cái phần khung đi thầy. Ok, nào, nói đi nào. Dạ. Thưa thầy là ở cái phần, đầu tiên là ở cái phần bố trí thép ở dầm hành lang đấy. Vẫn cái thép chịu moment âm đấy, em vẫn hơi phân vân là mình bố trí như vậy, kéo hết ra như vậy chưa, đã đúng chưa? Bạn kéo hết cái thép môi đâm là cái ở trong hành lang là kéo hết thép đâm đúng không? Vâng ạ. Kéo hết ra ngoài bẻ uốn đúng rồi này, cái đầu này đúng rồi này. Đầu này là ok này, tôi yêu cầu bạn kẻ hết là các bạn kẻ hết là đúng rồi. Còn cái đầu trong này bạn kéo đến đâu? Dạ, cái đầu trong thì em kéo đến 1/3 đến 1/4 của dầm, em cắt một thanh ấy. Còn lại cái thanh kia là chạy tuốt à? Vâng, còn lại cái thanh kia thì chạy tuốt sang bên kia thì em lại sang cái gối bên kia thì em bổ sung thêm một thanh vào. 2/16 1/20 nhưng mà cái khi mà tính có thêm ra cái gối bên này có cùng diện tích không? Dạ, nó chênh nhau một chút nên em lấy cái bằng nhau luôn. Ok, được rồi, nếu mà chênh nhau vẫn phải chọn khác nhau thôi. Vâng ạ. À, thế còn một cái là ở cái phía bên kia là ở cái cột thì em bố trí là 3/18 thì đoạn kéo lên trên thì nó có hai phi, cái cột phía trên thì có hai phi rồi ạ, nên là em không biết là có nên chia thành hai mặt cắt để, bởi vì em thấy là một mặt cắt chỉ được phép cắt tối đa hai thanh thì phải, nên là em phân vân là có nên chia làm hai mặt cắt để nối chồng không ạ, mà ở phía trên thì không có thanh một thanh ở không, trên không cần vâng ạ, là không cần nối xo le này, câu thứ nhất là không cần nối xo le, được chưa, nối tất cả tại cùng một tiết diện đây là được rồi. Câu thứ hai là bây giờ cái 3/18 thì các bạn kéo đến đâu đúng không? Dạ, em kéo là khoảng tầm 30D, lớn hơn 30D. Nhưng mà nó thừa một thanh ở giữa đúng không? Vâng, nó thừa một thanh ở giữa nên em cắt luôn là 3 thanh luôn. Câu hỏi là thanh ở giữa các bạn có một cặp hai cái thanh ngoài các bạn kéo đến đâu và thanh ở giữa các bạn kéo đến đâu đúng không? Vâng, vâng ạ. Vâng, ý em là vậy đấy ạ. Rồi thế bây giờ câu chuyện là bạn đang làm như nào? Câu chuyện là em đang cắt luôn được cả 3 thanh ở cái mặt cắt là 540 đấy. Cắt này là bạn cắt luôn cả 6 thanh đúng không? Vâng, là cắt luôn cả 6 thanh đấy. Thế bây giờ nhá, các bạn phải chú ý là mấu chốt ở đây này, cái tiết diện này là những thanh thép nào chịu lực? Các bạn nghe cách tôi phân tích này. Bây giờ ở cái tiết diện chân cột này là những thanh thép chịu lực của thanh nào? Hello Cường. Dạ. Cái tiết diện chân này là thanh thép nào chịu lực? Những thanh thép nào chịu lực?
Em phim nghĩ là thanh phim 2 phim 16 ạ. Ờ, họ cần bao nhiêu? Họ cần 2 phim, họ cần 4 phim 16 chiến lược. Vâng ạ. Cần 4 phim 16 chiến lược mà dưới này mình có tận 6 phim 18. Vâng ạ. Như vậy là chỉ cần kéo hai cái 4 phim 18 ở góc lên đây thôi. Còn cái thanh phim 18 ở giữa các bạn hoàn toàn có thể cắt ở phía dưới này. Bởi vì sao? Bởi vì cái thanh phim 18 ở giữa là nó chỉ đáp ứng ở cho tiết diện này thôi. Đúng không? Tiết diện này là 6 phim 18 cần thiết thì chỉ cần đến 6 phim 18 đến đây thôi. Còn ở phía trên này ấy, là nó cần 2 phim 16. Nhưng mà nó cần 4 phim 16. Nhưng mà 4 phim 16 ấy, thì nó không kéo được xuống đây. Thành ra là chúng ta kéo 4 phim 18 ở hai góc phi lên trên này là đã đủ chỉ được rồi. Còn 1 phim 18 thì các bạn chỉ cần kéo quá cái mép dưới của cái dầm này một khoảng là bằng chiều dài neo. Đấy, chiều dài neo thì chắc là nó cắt đến 60 này là quá thừa rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, như vậy, hai cái thanh ở giữa, hai thanh phim 18 ở giữa chỉ cần cắt đến đây thôi. Và 4 phim 18 ở biên thì chỉ cần phải kéo lên tận trên này để nối chồng cả 4 phim 16. Hiểu chưa? Vâng, 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 em hiểu rồi ạ. Thế nhá, nó rất minh bạch đấy. Và tất cả các bạn trong lớp các bạn cũng nghe tôi phân tích rồi đúng không? Rất minh bạch đấy. Và thế mà làm thôi. Rồi ok, xong của Bật Cường. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Trung Kiên à? Dạ. Xoay ngang. Các bạn sẽ thấy của Kiên nhé, là cái khung này của em cũng bị bé. Nếu em trên bản vẽ thì khung bé mà mình đang rất cần cái khung nó to, nó phải rõ nhất. Cái mặt bằng này thì có thể bé lại được, mặt bằng này có thể bé lại được. Kết cấu mà các bạn nên thêm một cái mặt cắt ở đây để các bạn tránh cái việc là chúng ta phải vẽ theo cầu thang. Giống như bạn kia ông đấy, cái lớp bảo lớp này cũng thế nhé, cái lớp này cũng thế, cũng phải vẽ ở cái đầu này nó phải dày vì nó một đống mà. Đấy, xong mình bắt đầu tạo dốc lên trên này chứ không, nó không nhọn hoắt này đâu nhé. Đấy, cái mặt cắt này các bạn cần phải rất nhiều cao độ chính là cao độ kiến trúc, từ cao độ của cái mặt cắt kiến trúc này để các bạn dẫn ra cái cao độ của cái mặt tiền của khung kết cấu. Nhớ là như vậy, nên là phải rất rất cần. Cái đinh này nhá, cái đánh kích thước này các bạn nhớ là phải đánh thêm một cái lớp kích thước tổng nữa này. Để chúng tôi xem kích thước tổng của cái nhà nhá. Đấy, đánh kích thước tổng nữa. Không bao giờ đánh một lớp kích thước như này nhá, không bao giờ đánh lớp một lớp kích thước phải đánh hai lớp, ít nhất là hai lớp. Cái này của Kiên giống của Cường thôi. Tất cả mọi cái lỗi thì đều như vậy. Của em chỗ này, cái này trông đẹp hơn này. Cốt đai xếp này là được rồi này. Rồi. Thiếu một cái định vị ở đây này. Định vị này. Định vị này sai này. Định vị này nó phải định vị cái này nó phải ra ngoài này chứ, trục của ngoài này cơ mà. Sao định vị này được? Xem lại định vị kiến trúc nhá, để định vị cho nó chuẩn này. Đấy, như tôi nói rồi, các bạn phóng to khung này lên thì các bạn cũng sẽ không cần phải vẽ cái chi tiết này nữa. Đấy. Nguyên tắc vẽ cốt đai tại trong nút trình bày rồi nhá, thế mà làm điều chỉnh thôi. Rồi. Đấy, chủ yếu là của bạn Kiên thì cũng giống thế thôi, cũng phải điều chỉnh một số những cái thứ. Đấy.
tức là các bạn phải ưu tiên hai cái hình này, hình to nhất. Đấy, các cái mặt cắt này là to. Còn lại những cái chi tiết này có thể có không, cái bảng thống kê này có thể nhỏ lại. Đấy, nhưng mà ưu tiên là cái này nó phải to lên. Xếp là xếp nha. Cái mặt bằng này có thể xoay ngang xoay dọc thế nào đấy để cho cái này cái khung nó to lên. Đối cốt thép 1 VA 2 3 VA 5. Ở cái công suất là con thép nó to này à? Vâng. To hơn nhiều so với ở cái trong này à? Vâng. Thế thì em nối thép thế nào đấy? À, em nối vào đâu đây? Nối vào hết thép cổ đến thép cổ cho nên nó phải bẻ xuống á hay gì? Bẻ cong lại thôi chứ không bẻ xuống. Chỗ này vẽ không rõ là 3 phê 5 này sẽ kéo vào đâu? Thép kia năm kéo đến cái kịch của cái cổ kia rồi, đến cái thép dọc của cổ. Không kéo vào trong rầm à? Không kéo vào phía trong à? Không. Không được rồi. Nó có cái rầm phía trong này là một cái chỗ mà neo có thép rất tốt thì lại không kéo vào. Một đây này chắc là nối thì nối để tại đây rồi thì nối nếu mà nối tại đây. Không đủ neo nhá. Vâng. Không đủ neo đâu, phi 25 mà neo có 30 cm như thế này thì sao đủ? Không tính à? Không đủ nhá, không đủ. À. Bây giờ một em phải kéo cái bịt phi 25 vào đây, nhưng mà cái chỗ này là em chọn thép nó không hợp lý rồi này, tức là thôi được rồi, thì bây giờ câu chuyện ấy là chỗ này nó 2,16 của em hai góc, thông thường người ta sẽ kéo 2,16 ra đây luôn. Sau đó là người ta mới bổ sung. Hiểu chưa? Để cho cái thép nó liền. Hiểu chưa? Bổ sung vào thì ví dụ như là chỗ này 3,5 là 15 cm², thì cái chỗ này 2,16 của em nó là nó là khoảng độ 16 thì nó khoảng độ 4 cm², thì trừ đi là còn là 11 thì em chọn thể phi 16, 2,16 ở đây cộng thêm 3 phi 2 nữa vào cái đầu công suất này. Sau đó em kéo phi 2 vào đây, em cắt bớt đi nhá, có để 2,16 chạy suốt đấy, nối 1,18 vào là được đấy, hoặc là kéo luôn cả 1,18 2,16 phi vút ra ngoài này là 1,18 cộng 2,16 là bao nhiêu đây, là bằng 4 cộng cả 2 mà bằng 6,54 mà 15 trừ đi 6,54 còn cỡ khoảng độ 18 hơn 8 thì em chọn khoảng 3,20. Chọn hơn 8 thì nó còn khoảng hoặc là 2,22 hoặc là gì đó vân vân thì nối với đây cũng được. Đấy, có nhiều cách như vậy, hoặc là nếu không em để 3,25 nhưng mà để cái 3,25 thì em phải neo cho cẩn thận vào đây nhá. Ok. Rồi xong của bạn Kiên. Trần Thanh xong. Có em ạ. Cái bảng thống kê này thì sẽ tự dưng có hai cột trắng trắng ở đây này. Em chưa để SD point rồi. Em phải để em sửa rồi. Nhét vào đúng không? Vâng ạ. Rồi, bạn này vẽ khá chuẩn về mặt kích thước. Chỗ này thêm một lớp kích thước nữa này. Mặt cắt này. Thêm một lớp kích thước nữa nhá. Rồi. Còn mấy là kích thước này được rồi. Cái chỗ này bổ sung cái nét của sàn này với cả rầm dọc nhà nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Đây thêm mấy cái mặt cắt đấy.
phải có một dung dọc nhà thì những cái cốt đai này nó mới chuẩn được. Vâng ạ. Rồi. Cái 1A, 1B là cái gì đấy? 2A là gì đấy? Ký hiệu thanh thép này ạ. Ký hiệu thanh thép của cốt đai mà em không làm cái bản vẽ, em sợ rối. Số hiệu thanh à? Vâng ạ. Cái chỗ này các bạn cũng để ý ra cái chiều dày của cái nét vẽ nhé. Chiều dày nét vẽ có đậm hơn một chút bây giờ nhưng mà không rõ rệt, zoom lên rất to mới rõ được. Nhưng mà với cái lớp bảo vệ nó mỏng như thế này, cái vẽ lớp bảo vệ nó mỏng như này thì dày lên thì sợ nó lại dính vào đấy nhá. Thế ra là nếu mà muốn dày lên thì cái phải to ra một chút để em offset nó vào. Cái chỗ này có 2,6 trên được à? Không xôn dài đây cơ mà. Tính ra nào đấy à? Em tính lại rồi. Hôm bữa xài, hôm bữa bố trí thép xài thì em tính lại hết. 2,6 có tường là xây ở trên 2,6 được á? Vâng ạ. Vâng ạ, thì sai chắc tính sai rồi đấy. Xem lại nhá. Xem lại tính toán cốt dọc ở chỗ này. Xem lại đi. Ba ở chỗ này. 2,16. 2,16. Wow. 2,2 sợ núi 2,16 đây là nào nhỉ? Tức là... À, 4 ly đúng không? 2,2 và cơ bản 2,16. Cái vẽ này đâu được không? Cái chỗ này là 2 lớp thép mà. Xong. Dạ. Chỗ này có 2 lớp thép cơ mà. Mặt cắt 99 này. 2,16 ở trên và 2,12 ở dưới cơ mà. Sao đây vẽ có mỗi 1 lớp? Thế em vẽ mặt cắt dưới sai. Phải có âm thanh ở đây đúng không? Vâng ạ. Phải có âm thanh ở đây. Đấy. Thì xem lại tính toán thép ở chỗ này là được. Ok. Không có gì cả. Cái chỗ này vẽ xấu không? Đánh vào hết cái lớp kích thước rồi. Đánh đàng hoàng ra nào. Đánh cái song song này. Cái song song ở đây. Đánh hẳn ra ngoài này. Nhá. Chữ ở đây. Đấy. Song song hết ra. Đánh này cụm với nhau này được. Nhá. Ok. Xong rồi. Có hỏi gì nữa không? Để vẽ đi. Cái đầu này vẽ sai nhá, cái đầu này nó có cái dâm phụ ở đây mà, dâm chắn ở đây mà, xong rồi cốt đai cốt điếc nào vẽ vào nhá, không vẽ cái này là không đúng. Mà thầy ơi, em tính cái kia ra được có 4,32 cm bình. Đầu này thì em... cái đầu này á? Vâng ạ. Cái đầu. À, đầu đấy thì em tính được 8,7. 8,7 2,6 đâu đủ. Vâng, em lại tính phía cuối, em lại lấy thép ở phía cuối bỏ vào. Nhầm đúng không? Vâng. Ok, đấy, chỉnh lại nhá. Ok. Rồi, các thanh niên, xong. Còn các bạn nào chưa làm xong thì nghe hướng dẫn nhá, để tuần sau làm tiếp nhá. À, một chỗ nữa xong rồi, cái chỗ này em không cần phải đánh thế này. Dạ. Em đánh thẳng cái này trên này cũng được, không cần phải đánh cái khoảng cốt đai này đâu. Vâng ạ. Không cần phải đánh cái này, cái cốt đai khoảng này áng chừng thôi thì em ghi thẳng vào đây cũng được. Đấy, ghi thẳng vào cái này cũng được, không cần phải ghi trên trông nó lạc lõng. Một điều nữa là cái gì của bạn xong, in ra là kích thước sẽ rất bé này. Mày có nhìn thấy bé không? Tương quan giữa cái text này với cả cái hình này nó sẽ quá bé. Thế ra là em phải cho cái text này nó to lên. Vâng ạ. Text to lên, dim text to lên. Chữ này là nó sẽ bị bé quá. Đấy, tất cả dim text to lên. Rồi, ok, xong. Tuần sau nhớ đọc bài nhé, để còn làm, để còn chữa tiếp. Nhanh ngày xuống xong chúng ta bảo vệ luôn. Ôi thầy ơi, em đừng text là mình để... khoảng kích thước khoảng 2.5 như thế. Cái gì?
Vâng, em tưởng là kích thước cái phần chữ đấy mình để là kích thước của nó là 2.5 đúng rồi. Không nhất thiết bao nhiêu là bằng việc bao nhiêu là mình tăng lên cho nó rõ ràng, nó đẹp đẽ thôi. Chứ đâu có... Vâng ạ. Không nhất thiết. Rồi, ok, xong. Xin chào. Có ai hỏi gì nữa? Em chào thầy ạ.